Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 23 tháng 10 năm 2020, em lại tiếp tục lên xả sập sàn cái lô trâu Thái hàng bóc nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship ạ. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng. Đây, mở đầu video thì em sẽ lên cái đơn châu Thái bóc này, hàng châu què nhá. Tiếp theo đó thì em sẽ lên một số cái mã hàng thuần cho hoa dịp Tết. Hôm nay thì em có tất cả là hơn 20 mã châu. Hàng này của nhà em nó là cái hàng lỗi lá nhá cả nhà nhá. Nên thanh lý sập sàn cho các bác, giá rẻ cực kỳ luôn này. Cái H20 này 15 cây 300 nhá. 15 cây 300 là tính ra là có bao nhiêu tiền một cây? 15.000 một cây à? Đây, quá rẻ luôn nhá. Mà cái hàng này của nhà em này, tầm này này, nó đang cái rễ sữa ấy ạ, nó mọc lên cũng rất là nhiều. Còn nụ thì không phải bàn nhá các bác nhá. Nụ này, những cái cây bé nhìn bé này thôi nhưng mà nụ nó cũng rất là nhiều nhá, chi chít nụ luôn này. 21 này. 10 cây 300 này. Đây này các bác nhìn này. Một bên rễ, một bên nụ nhá. Đây là rễ này, đây là nụ này. Đây, rễ sữa nó đang ra này. Mười cây 300, trâu què nhá, hàng này là hàng trâu què nhá. Bị cắt ngang lá hoặc là sẽ bị mất lá chân, còn không có hàng thối ạ. Ngọn còn nguyên nhá, 10 cây 250 này, H22 này. Đây các bác nhìn cho em, rễ sữa nó đang ra này, thích chưa? Đấy. 25.000 một cây nhá. H23 này, 15 cây 300. Em nói rõ cái hàng này nó là cái hàng lỗi lá em thanh lý nhá. Lỗi lá thì chắc chắn 100% là nó sẽ không được đẹp rồi ạ. 24 này, 10 cây 320 này. Đây này mọi người nhìn cho em này, nụ này. Nó ra dã man luôn nhá. Đây. Thường thường là những cái năm đầu ấy ạ, người ta sẽ ngắt hoa đi để cho cây nó phát triển nó khỏe hơn nhá. Đây các bác nhìn cho em cái mã này, 10 cây này. Mà có đến 7 8 cây có nụ rồi nhá. Số 25 này, 10 cây 300 này. 30.000 một cây. Nụ dã man nhá. Hai mươi sáu này, 10 cây này, 350 này. Bên cạnh đấy thì có một số cây nó vẫn còn đẹp nguyên nhá. H27 này, 5 cây này, 300. Mã này là mã cây to của em nhá, 5 cây 300k. Tám này, 15 cây 350 này. Đây này, như cái mã này này, cây nhá, tương đối là đẹp luôn. 29 này, 10 cây 300 này. 30 hàng này các bác mua về làm cây giống ạ. 30 10 cây 300. Ba mươi mốt này, 15 cây 350 nhá. 32 10 cây 300 này. Nghĩa là cái mã hàng hôm nay em chỉ lên nó cứ dao động khoảng tầm 20.000 đến trên 30.000 một cây thôi nhá. 33 mã cây to này, 5 cây 360.000. Khoảng tầm 72.000 một cây. Đây cây to này. 34 này, 15 cây 400 nhá. 35 này cây nhìn đẹp chưa? 35 này, 5 cây 370.
36 này, 15 cây 350 nhá. Đó, tiếp theo video thì em sẽ đi lên không? Một cái mã hàng thanh lý nữa. Đây ạ. Vũ nữ hàm cá mập nhá. Vũ nữ hàm cá mập này thanh lý nhanh cho các bác 150k một chậu này. Cái dòng này được cả hương lẫn sắc nhá. Mặt hoa cực kỳ lạ mắt luôn này, cực kỳ thơm nhá. Mà cái dòng này nó đẻ rất là sai, rất là siêng hoa ạ. Một năm nó cứ, các bác cứ tính khoảng tầm 4 tháng một lần nhá, 4 tháng một đợt hoa mới ạ. Đây ở đây em còn 5 chậu nhá. Và 5 chậu này thanh lý nhanh 150k một chậu ạ. Vũ nữ hàm cá mập nhá. Đây còn đi sang cái phía bên này, nó là cái thanh đạm hoa Tết của nhà em này. Thanh đạm Indo nhá. Hàng siêu siêu đẹp luôn. Một chậu như thế này em bán với giá là 350.000. 350.000 một chậu này. Đây em thử đếm cho mọi người nhá. Đếm cho mọi người xem một chậu được bao nhiêu thân hoa này. 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trên 10 thân nhá các bác nhá. Nó sẽ có trên 10 thân. Một chậu sẽ có trên 10 thân hoa này. Và tầm này mầm gốc nó đang lên rất là nhiều như cái hàng, cái dòng này này. Cái dòng này nó đẻ con rất là sai, rất là sai con, cho bây giờ các bác về các bác sang cho em một cái chậu to hơn nhá. Vì nó đẻ nhanh lắm, cái dòng này đẻ nhanh lắm mà hoa cực kỳ thơm và đẹp ạ. Đối với cái dòng thanh đạm này thì một năm nó sẽ cho hai đợt hoa. Đợt hoa thứ nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 5, tháng 6 là những tháng hè đấy ạ. Còn đợt hoa thứ hai là rơi chính xác Tết cho em nhá. Đây, dòng này hoa cực bền và thơm, nó có hương thơm nhẹ nhàng nhá. 350k một chậu ạ. Chậu của nó cứ từ 10 thân trở lên cho em nhá, 10 thân trở lên cho em. Đấy là em tính thân hoa thôi chứ em không tính những cái thân cũ nhá. À, có những cái nơi mà người ta tính cả những cái thân hoa cũ ấy ạ, thì một chậu nó phải trên 20 thân cơ nhá. Đây là em chỉ tính những cái thân hoa chuẩn bị nở đây này. Tiếp theo thì sẽ đi sang cái mặt hàng thân thòng nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên một cái mặt hoa mới nó vừa mới cập bến ở nhà em nhá. Cái này của nhà em nó gọi là cái trầm mỹ này. Một thân trầm mỹ như này em bán với giá là 201 nha các bác nhá. 201 một thân. Và hàng của nhà em thì nó là cái hàng thân thủ. Hàng đã thắt ngọn hết rồi nha các bác nhá. 100% hàng đã thắt ngọn hết rồi này. Đây là mặt hoa của nó này. Cái dòng này nó rất là siêng hoa nhá. Hoa nó rất là dày luôn, cực kỳ thơm và bềm. Cánh tím đậm nhá. Họng nó có cái màu đỏ. Màu đỏ nhưng mà gần như nó chuyển sang màu đen rồi nhá. Đây là mặt hoa thực tế của nó nha các bác nhá. 210k một chậu. Đây. Hàng này bây giờ các bác về các bác sang chậu cho em nhé. Hàng của nhà em nó là cái hàng ươm ki này. Hàng này nó là cái hàng ươm ki nhé cả nhà nhé. Đây. Hàng thân thủ đốt ngắn cho em này. Và chiều dài hiện tại ở nhà em này, có nghĩa là chiều dài trung bình của một cây ạ, 2 này, 4 này, 6 này, nó cứ dao động khoảng tầm 55 đến trên 60 cm một chút nhá. 55 đến trên 60 cm một chút ạ. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái hàng này vì là về đây này, về thì các bác sang chậu thì mọi người nắn lên nhá, để cho cái ngọn nó thẳng lên nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Hàng này nó ra hoa chuẩn Tết cho em nhá các bác nhá. Hàng ra hoa chuẩn Tết này. Bây giờ là chuẩn bị nó đã thắt ngọn rồi, thắt ngọn hết rồi, chuẩn bị đến cái thời kỳ nó sẽ xuống lá để chào hoa nhá. Thì bắt đầu lá nó sẽ bắt đầu nó chuyển sang cái tình trạng hơi vàng lá như thế này này cả nhà này. Đây này, vàng này nó không phải vàng bệnh nhá, vàng này là vàng xuống lá nhá. Theo cái quy luật tự nhiên thôi ạ. Đó. Giải hàng Pháp hoa Tết của nhà em cập bến nhá. Đây đợt này em đang có cái chương trình siêu khuyến mãi này. Một cái giò to như này em bán với giá là 200k nhá. 200k là chưa có phí ship đâu ạ. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Giải hàng Pháp hoa chuẩn Tết này. Cái dòng này thì hoa cực kỳ thơm nhá, tím đậm như thế này cho em. Giải hàng Pháp này của nhà em nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3 nhá. Về bây giờ mọi người chỉ việc để như này các bác treo lên thôi, hoặc là các bác sang chậu cũng được. Sang chậu thì các bác bóc cái vỏ cái vỏ nhựa bên ngoài này ra này. Mọi người lưu ý là giữ nguyên cho em cái giá thể bên trong nhá. Vì là dễ là nó đã bâm sâu vào cái giá thể rồi. Cho nên các bác đừng có bóc ra là nó đứt dễ là các bác lại thuần lại từ đầu nhá. Cứ trung bình một giò này thì nó cứ dao động từ 5 ngọn đổ lên cho em ạ. Mà hàng thì đang đẻ rất là nhiều cây con nhá.
hàng đang đẻ rất nhiều cây con này, mọi người nhìn cho em này. Hiện tại thì là có những cái ngọn nó đã thắt rồi, còn có những ngọn thì nó vẫn đang đi ngọn nhá, vẫn đang tiếp tục đi ngọn cho em này. Một số ngọn thì đã thắt ngọn rồi nhá. Này, như cái ngọn này nó đang bắt đầu thắt ngọn rồi nhá. Hàng thì bây giờ đang bắt đầu xuất hiện cái tình trạng nó vàng lá ạ. Vàng lá là không phải bị bệnh đâu nhá cả nhà nhá. Như thế này này không phải bị bệnh đâu. Và nó chuẩn bị đến cái thời kỳ nó rụng lá, nó xuống lá để chào ra nhá. 200k cho một giò giả hạt Pháp này này, hàng siêu đẹp luôn nhá. Hàng hoa chuẩn Tết cho em nhá cả nhà nhá. Một giò này thì nó cứ dao động từ 5 ngọn đổ lên, mà những cái mầm con ấy ạ, nó đang đẻ ra rất là nhiều nhá. Còn em về số lượng rất là lớn, cho nên là các bác mua sỉ, mua lẻ thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhé. Em về thêm được một cái lô hàng siêu hot nhá, trầm trắng mũi hồng của nhà em này. Trời ơi, đẹp lắm luôn, mà nói về cái độ thơm của trầm thì nó quá đỉnh luôn nhá các bác nhá. Đây là mặt hoa của trầm nhá, trầm trắng mũi hồng đây này, em zoom kỹ cho mọi người nhìn này. Ở cái phần mũi hoa nhá, nó sẽ hơi có sắc hồng baby một chút nhá. Đây là mặt hoa thực tế luôn này. Đây, em sẽ quay chi tiết cây hơn cho các bác nhá. Một bảng trầm như thế này này, em bán với giá là 250.000. Đây, thật sự là các bác không mua đâu với cái giá rẻ này đâu ạ, em nói thật. Bây giờ mọi người mua trên thị trường nhá, một bảng như thế này này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300.000 là rẻ nhất nhá. Rẻ nhất đấy ạ, là 300.000 một bảng, còn không phải là phải 350 một bảng nhá. Trung bình một bảng này thì nó có từ 4 ngọn đổ lên cho em. Hàng thì tầm này nó đang bắt đầu nó thắt ngọn rồi. Cái dòng này trầm này của em thì nó sẽ chuẩn hoa Tết nhá, vì là năm nay nhuận một tháng mà, nhuận một tháng, cho nên là hoa nó sẽ chuẩn Tết cho em. Bình thường là hoa trầm là khoảng tầm sau Tết nhá, và rơi vào tầm tháng 3 dương ấy ạ. Nhưng mà năm nay nhuận một tháng nên là hoa rơi vào chuẩn Tết cho em này. Hàng 100% là thân hoa nhá. Cái hàng này về các bác có thể tách ra, các bác ghép sang lũa cũng được, ghép sang cái miếng lũa khác cũng được, hoặc là các bác để này các bác đặt ngang trồng vào trong chậu cũng được nhá. Trầm hoa cực thơm và bền. Để mà nói là cái thời gian hoa của nó ấy ạ, nó sẽ rơi vào khoảng tầm một tháng nhá. Các bác chơi trầm được khoảng tầm một tháng mà hoa nó thơm lắm, cực kỳ thơm luôn cho em này. Đây, một bảng này nó cứ từ 4 thân đổ lên. Những cái bảng nào mà nó thân nó ngắn như thế này này thì một bảng sẽ được khoảng tầm 6 thân nhá. Còn bảng thân nó dài như thế này thì nó sẽ được khoảng tầm 4 thân một bảng thôi ạ. Đây các bác nhìn này, rễ nó ra này. Siêu nhiều luôn nhá. Bám chắc cái giá thể rồi. Hàng này thì em khuyên mọi người là mọi người không nên bóc nó ra. Các bác có ghép thì các bác cứ ộp cả cái miếng gỗ này vào, các bác ép sang cái giá thể khác thôi. Hoặc là mọi người đặt vào chậu nhá, đừng bóc nó ra nó đứt dễ đấy ạ. 250k một bảng cho em nhá, hàng 100% thân hoa này. Đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Đây này, đây các bác nhìn cho em nhá. Mầm tầm này nó cũng đang lên rất là nhiều luôn. Đấy, ôi dồi ôi, đúng như rau muống sau mưa luôn nhá. Xanh ngật ra. Một mặt hàng tiếp nữa em lên, nó là cái hàng hồng minh châu gieo hạt này. Cái hồng minh châu này thì giá thành của nó cũng là 230k một chậu nhá. Hàng nó cũng đã bắt đầu nó thắt ngọn rồi ạ. Chiều cao thì nó cũng dao động từ 17 đến 20 cm một thân cho em nhá. Đây, đây là mặt hoa của hồng minh châu này. Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đáng để sưu tầm ạ. Mà giá thành thì lại tương đối là dễ chịu nhá. 230k cho một thân, một chậu một thân nhá. Hàng thì hiện tại là nó đến 90% hàng nó đã thắt ngọn rồi, chỉ có một vài thân là nó đây. Chưa thắt ngọn nhưng mà cũng đang chuẩn bị thắt. Toàn bộ những cái hàng này về các bác sang chậu cho em nhé. Sang chậu cho em để cho cây nó phát triển nó tốt hơn.
Cái hồng minh châu này thì em có những cái chậu nó từ nó có 2 hoặc 3 thân đấy ạ. Thì những cái chậu 2 hoặc 3 thân đấy giá thành nó sẽ cao hơn nhá. Một chậu 3 thân này này thì nó có giá là 300k đấy các bác nhá. Nhưng mà ở đây em chỉ có được khoảng 3 4 chậu thôi. 3 thân. 300k một chậu 3 thân nhá, còn những cái chậu 1 thân nhá thì nó có giá là 230k. Đây. Đây là mặt hoa của nó này. Hàng nhà em thì luôn luôn về số lượng lớn, cho nên là mọi người mua xỉ mua lẻ các bác cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo số điện thoại 0981 550768 giúp em nhé. Em về thêm được một ít cái hàng phi điệp hồng hoa Tết nhé cả nhà nhé. Đây này, 140k một bảng nhé. Hàng ngon ngật ra luôn này. Đây là mặt hoa của nó nhé cả nhà nhé, mặt hoa này. Cái dòng này thì nó rất là sai hoa, hoa tương đối là thơm nhé. Đây, một bảng của nó đây nhá các bác nhá. Một bảng của nó thì nó cứ dao động từ 5 ngọn đổ lên cho em ạ. Hàng thì sen kẽ ngắn dài. Đại loại là nó cứ dao động từ 20 đến tầm 50 sen cho em nhá. Mà tầm này này, các bác nhìn cho em này, mầm gốc này. Nó đang phát triển rất là mạnh nhá. Mầm gốc tầm này đang lên rất là nhiều luôn này. Hàng hoa Tết nhá. Cái dòng này hàng hoa chuẩn Tết cho em này. Một bảng dao động nhá. Cứ sen kẽ 20 sen đến 50 cm cho em, mà cứ dao động khoảng tầm 5 ngọn đổ lên nhá. Đây các bác thích ra một cái suối hoa nó dày hoa như thế này này thì mọi người cứ ghép cho em khoảng tầm 3 bảng này nhá, 3 bảng. Chứ mà để một bảng này thì nó không bao giờ nó ra được cái suối hoa như này đâu nhá cả nhà nhá. Đó. Ngoài ra thì bên nhà em còn cung cấp một số những cái mặt hàng đai châu. Chậu này, hàng chậu to chậu nhỏ nhá. Những cái hàng này thì em sẽ để dành sang cái phiên sau em lên chia sẻ cùng cả nhà. Sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào mọi người nhé. Châu ôm gỗ hàng hoa Tết của nhà em nhé cả nhà nhé. Một bảng 2 cây như thế này em bán với giá là 170k. Và cái lô này của nhà em thì nó là cái lô hoa sổ số nhé cả nhà nhé. Lô hoa sổ số này. Nhưng mà đặc biệt nhiều nhất ở trong cái lô này nó sẽ là màu số 5 là màu sắc pháo, màu số 6 màu cam lửa và màu số 9 là màu hồng gánh sen nhé. Hàng thuần năm thứ 3 rồi, cho nên đảm bảo với các bác là 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay. Hiện tại ở nhà em thì có cây nó đang có nụ, có cây chưa. Ví dụ như cái cây này đang có nụ này thì mọi người sẽ chơi hoa trước Tết khoảng tầm 1 tháng nhá. Còn những cây mà tầm này nó chưa có nụ ấy thì các bác sẽ chơi hoa chuẩn Tết cho em. Đây này mọi người nhìn cho em này. Các bác phân biệt cho em nhá, là cái nụ nó khác cái rễ nhá. Cái đầu nụ thì nó sẽ nhọn, cái đầu rễ thì nó tròn tròn nhá. Và các bác cứ vạch ở những cái nách lá này ra này là các bác sẽ thấy nụ ạ. Hàng thuần siêu đẹp nhá cả nhà nhá. Đây các bác nhìn cái bộ rễ của nó thích chưa. Hàng này thì các bác tách ra các bác ghép sang giá thể khác cũng được, hoặc các bác trồng chậu cũng được ạ. Thế nhưng mà em khuyên mọi người là hạn chế bóc ra. Bóc ra nó đứt rễ là các bác lại thuần lại từ đầu nhá. Rất là mất thời gian. Đây tiếp theo thì em sẽ đi sang cái hàng phụ nữ nhá.